người 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 trải nghiệm cái quá trình làm nông này ấy, thì nó đập tan mọi cái suy nghĩ, mọi cái thắc mắc ở trong chị. Lo lắng là những lo lắng là đi làm thì từ đồng ý là đi làm, mình cũng thích đi làm đấy, nhưng mà nó rất là đau và nó rất là lâu đó, rất là đau và rất là lâu. Thì đấy, đến với EK Agro APT thì nó đã đập tan mọi cái lo lắng, mọi cái băn khoăn đó, làm rất là nhanh. Nhưng nhanh không có nghĩa là không có hiệu quả, nhanh nhưng rất hiệu quả và tuyệt đối là không đau một chút nào đấy. Nói không đau thì có thể là không ai tin, bởi vì khi bất kể một cái gì đấy mà nó động vào da thịt mình thì là nó sẽ phải có sự khác biệt. Thế nhưng cái khác biệt ở đây theo chị cảm nhận thì là nó chỉ khác biệt ở cái người mà có cái làn da nó quá mỏng, nó quá nhạy cảm đối với bất kể một cái gì mà nó động chạm lên da mặt của họ, thì là được nó đấy, thì là nó với những người gọi là đặc biệt một chút thì là nó hơi chỉ lâm dâm một chút thôi. Vâng. Nhưng với những người như chị, dạ, với những người như chị, người thì cứ tọa là người như da dày đấy, da dày đấy, đấy. Thì hoàn toàn là nó không đau một chút nào cả. Thì cái đấy là cái chị thấy thực sự là gọi là mãn nguyện được không? À, thì ngày hôm nay thì đến đây thì có chị hay bạn phối làm cho mình rất là ưng. Và nói thật không phải là nịnh đâu, rất là ưng mà tự nhiên đẹp, làm xong cũng có cảm giác sưng mà không như kiểu lông mày của mình ấy, chứ không phải là lông mày đang sang mày khôn gì cả. Thế nhưng mà lần đầu tiên khi mà hút đường hút mực thì không có một cái cảm giác gì, không có một cái cảm giác gì luôn. Rất nhanh là khi xong thì đúng là nó chỉ có một chút về cái vết đỏ thôi, xong rồi cả hết ngay. Cái đây đúng đây đúng rồi. Còn đấy là những cái lần đầu tiên khi hút mút thì phải ủ tê, thì ban đầu cũng nghĩ là đau thì sẽ có thể ủ như vậy. Thế nhưng mà có một lần mà đến để ủ, không phải ủ tê đâu, mà là luôn cái thời gian mới cũng vội, nghĩ phải là chính bạn cũng bảo cô bảo thôi đương nhiên cố lên một tí nó chắc không đau đâu. Thế mình cũng bảo ừ thì tôi lên một tí đỡ phải ủ mất bao nhiêu phút thời gian tê. Thì quả thật là biết vậy mình không ủ tê ngay từ đầu những lần trước thì đấy, không có cảm giác gì cả. Đỡ mỡ mất 30 phút mà rất là nhanh, thì chính vì không có cảm giác gì cả, không để lại sẹo nhá, không có một cái vết tích gì là mới hút ra, không chảy máu, không bỏng, không gì cả. Mà các chị có thể trang điểm đấy, sau đấy là đi diễn luôn, đi bận diễn luôn, chị vẫn thường make up bình thường. Đấy là sự khác biệt. Chị thay đổi nhiều chứ. Ví dụ như trước đây là chị lúc nào cũng trăn trở là mình phải kẻ lông mày xong lật, hay là mình phải tô son, hay là mình phải làm bất cứ thứ gì trên khuôn mặt. Nhưng bây giờ thì ra đường chị tiện lắm, chỉ bôi một tí chống nắng là chị đã có thể thoải mái ra đường rồi. Và cho chị nói thêm một điều nữa là bạn bè chị và rất nhiều người đến đây làm, tức là khi nhìn thấy chị làm là họ cũng muốn là đến đây làm, cảm muốn làm mày và cái người của chị. Hầu như những người bạn chị nói thật nhé, khó tính lắm. Họ chị hay trêu nhau là có tính như ma ấy. Nhưng mà khi đến với DK thì các bạn chị